Thách anh làm AR chai quen với con bắn xa 4 mana đi ạ. Ok em nha, chúng ta lại làm một thí nghiệm này xem để xem cái độ sốc đam của nó có cao không nhá bạn nhá. Vào luôn nào bạn ơi. Con thấy bạn trở lại với video tiếp theo mình nhá. Hôm nay lại quay theo cái thử nghiệm của bạn kia anh em ơi, thử thách anh dùng quân AR chai quen với con 4 mana để làm gì nhá anh em nè. Để bắn này, mình bắn là cái lực bắn của bọn này chắc là nó không phải đùa đâu các bạn ơi. Nó cũng phải sốc xị gì đó, sát thương cực kỳ lớn nha anh em nhé. AR che với con bắn xa thì phải nói là thôi rồi anh em ạ. Quan trọng bây giờ là ok, quan trọng bây giờ là mình có như thế nào không anh em ơi. Khiên anh em ơi, nhóm này ok, mình cứ đặt đây anh em nhé. Đấy, mình không nâng cấp tựa anh em ạ, đâm ra nó làm cái gì đó. À, dám bắn tui à. Ok, mình sẽ ra đá đây nhá, để cho nó bắn anh em nhá. Ok, phóng to này anh em ơi. Đó. Rồi. Bắn đau quá. Ôi con đá thế của mình sắp bốc hơi các bạn ơi. Trở về đi. Ồ luôn là mà cả hai cùng xài tối lốc anh em nhé. Ok anh em ơi, con đá thế này thực sự bắt đầu thấy đau rồi anh em ơi. Ê luôn bạn ơi, thấy bắt đầu đau rồi đấy. Thế mà không trụ được ạ. Ok, giờ ra cái tượng này chắc có táy cho thì thôi rồi. Thế cho bạn ơi, nó táy cho ò luôn, nó táy cho cực kỳ đau luôn này bạn ơi. Trời ơi, bạn này phóng cái trượt anh em ơi. Tượng gai bắn đau quá anh em ơi, sốc đam rồi. Ui ôi, ui đau anh em ơi, đau quá cha nội ạ. Ui ui ôi trời ơi, để dòng tự hiện tí nào em, dòng phóng đại luôn. Ôi ôi gì ơi, tẩy cho à, dòng không kịp ngáp anh em ạ. Cái gì vậy trời ơi, sốc đam cực kỳ cao rồi anh em nha. Anh em xem con đá này xem nó tẩy cho mình nhảy nha. Mình đoán chắc cũng chỉ phải nhảy ở đứt. Ôi ôi trời ơi, mới chỉ là chùm đằng sau à, chưa tính mấy con đằng trước đâu. Trời ơi, nó tẩy đau quá luôn các bạn. Ô gì vậy trời. Ok bạn ơi, phóng đại anh em nha. Thấy đau quá anh em ạ. Đến lượng sát thương này giá như có quả phá em thạch đê hóa xương để ngon quá anh ơi. Ôi hãy xem dòng của ta đấy. Ây bạn này có, bạn này biến ra toàn con vít anh ơi. Ui ui rồi ôi, cái gì vậy trời, không kịp phóng đại mà nó bắn cho một phát mất màu luôn. Cái gì mà trời bạn ơi, không kịp phóng rồi đó ạ. Nó bắn cho mình một phát là mất luôn con đá này. Mình đoán là hai nháy là đi luôn này bạn ơi. Ok các bạn cùng xem nha. Một xem nha. Một xem nha. Một. What the f. Một. Ôi. Trời ơi bạn ơi, nó còn làm gì nhỉ. Ôi ôi. Ôi ôi. Còn chưa có mấy con trên kia đâu bạn ơi. Trời ơi, băng mình không còn lâu đâu. Ôi no 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 no. Ôi ôi giời ơi, cái gì vậy trời. Trời ơi, nó bắn ra ngoài thì sập thành mà ơi, chưa sập được, chưa sập được. Thua rồi bạn ơi. Ok bạn nhé, cái lượng bắn của nó mình thấy cực kỳ đau.
Ok, mình cho xem các bạn tí nha bạn nhé. Con đá của mình nó level 11 mà nó 2800 mà bắn một phát thì nhỉ bạn nhỉ? Gần chết, có nghĩa là nó rơi vào sát thương cực kỳ cao. Đấy là gì bạn nhỉ? Còn chưa có ai ở che quen đây nha bạn nhá. Nếu mà có cả lực bắn cái con đấy, mình đoán là con đá của mình không thể trụ nổi đâu. Đó nha bạn nhá. Rồi ok anh em nhá, một cái thí nghiệm nho nhỏ anh em nhá. Nếu anh em nào còn thử thách nào mới, anh em hãy bình luận dưới nhá, để mình làm theo yêu cầu anh em nhá. Như vậy là hôm nay mình làm theo yêu cầu của bạn kia, như vậy là thực sự là lực bắn của nó rất đau lắm nhá. Con rồng mà nó ra chưa kịp làm gì cũng đã táy bốc hơi và trời ơi, sốc đam quá cao anh em ạ. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em nhá, hẹn gặp em clip tiếp theo, bye bye.